nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước đến tay người tiêu dùng. Trung tâm Tin học và Công nghệ số Bộ Công Thương đã và đang nghiên cứu triển khai hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn. Trong đó, tập trung tất cả doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Sàn đặc sản địa phương, mô hình phân phối đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử sẽ giúp người tiêu dùng khi có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không còn giới hạn bởi khoảng cách địa lý.